Xin chào các bác, em Dương Mịch đây. Ngày hôm nay 8 giờ sáng này. Xuống ở dưới nhà, ngay trước cửa nhà này ăn sáng thì lại gặp em Fadin kia kìa các bác này. Đấy. Hôm qua là mới đi trên Sơn La mua về. Tổng cộng là ngồi vào 22 tiếng đồng hồ, cả đi cả về gần 1000 cây số mới lấy được em nó. Hôm nay em sẽ đi con bán tải Ford Ranger này để tiếp tục một cái hành trình cả đi cả về mất khoảng tầm 12 tiếng nữa. Khoảng hơn 400 km lên trên Cao Bằng để mua một con Honda Civic các bác nhé. Đấy, nghe bảo xe của người trong ngành. Đấy, không biết có được quay không thì lúc em hỏi sau. À, bây giờ ăn sáng cái đã. Đây, nay đi hành trình cùng với chú Mậu. Đấy, bên này thì lại gặp hai vợ chồng nhà Bắc Cường đây. Vừa thấy con 26 xong. Hả? Tí đi Hà Nội, em tưởng mang con bán tải khi đi chứ. Đấy là mang bán tải đi Ford Ranger mà hôm qua em mới đi đổi các bác. Đấy, có một khách hàng vào đổi không biết là có được không. Đấy thì hôm nay một mình em với chú Mậu lên Cao Bằng thôi. Rồi bắt đầu lên đường. Nhưng mà em phải trước khi đi thì bao giờ em phải nhìn sơ sơ xem mấy cái lốp, xem có cái đinh cái gì không hay là có cái vấn đề gì nữa không. Đây con Sorento của em đằng sau này. Đấy. Nhà dạo này đang sale bán cái camera lắp cho gia đình. Có 400 mấy 500 nghìn thôi. Rồi đi nào. Đây bác Cường xuống ăn phở ngồi ké đi về đấy. 3.2. Xem là nó ăn hết bao dầu nhé các bác nhé. Được báo 113 cây tí lên đổ dầu. À, 113 cây này. Ok. Đây các bác, xe đi 12 bàn rưỡi này. Bây giờ cái quãng đường AB em vừa đi reset về không rồi. Trước này là máy 3.2 bản full. Không biết là hôm nay sẽ đi một cầu trước. Đấy. Sẽ đi lên Cao Bằng. Tổng cả đi cả về mất khoảng tầm 400, khoảng trên dưới 400 km. Đấy, thì xem là chiếc này có đi nó sẽ như nào nha các bác nhá. Đường đèo đường núi xem mà dầu nó như nào. Máy 3.2 thì gam phát là dính ghế luôn, vọt. Bây giờ là đến cái tiết mục đổ dầu. Dầu 23.210 đồng à? 23.210 đồng. Tạm thời test là đổ 1 triệu các bác nhá. Xe thì vẫn chưa báo vàng đâu, còn đi được khoảng 100 km nữa. Đây, xem là hết bao nhiêu. Thì con BT50 này nó không có cái công tắc mà xăng đâu các bác nhé. Mình chỉ cần ấn nút mở cửa đây này. Đấy là nó mở được bình xăng, nó mở được bình dầu. 1 triệu được 43 lít. Đúng 43 lít tròn các bạn. Đây này. 43 lít. Đấy. Và full bật điều hòa nhá. Nhiều bác thì tiết kiệm không bật điều hòa thì, nhưng mà riêng đối với em thì lên xe là phải bật điều hòa, không là không đi được các bạn. Rồi bắt đầu hành trình từ Thái Nguyên nhá. Mình sẽ đi theo quốc lộ 1B hướng lên quốc lộ 3 lên đằng Bắc Cạn. Rồi là bắt đầu lên Cao Bằng. Rồi bắt đầu anh em mình đã đến quốc lộ 3 mới nối giữa Thái Nguyên và Bắc Cạn. Thì ngày hôm qua và như sáng nay các bác đã xem ở trên kênh Việt Bắc Kha là trải nghiệm về miền đằng Tây Bắc. Còn hôm nay các bác lại cùng em trải nghiệm khám phá miền Đông Bắc các bác nhé. À, hôm qua là miền bên Tây Bắc của Tổ quốc, của giáp với Lào. Thì bên này lại đi lên Cao Bằng và giáp với Trung Quốc các bạn. Đang tiếp tục trên con đường quốc lộ 3 mới xinh đẹp. Phí đi một chiều mất 34.000 các bạn, mà đi 50 cây số. Thái Nguyên là đất chè. Đây các bác nhìn các cái bãi chè xanh mướt. Đấy, ngoài cái vùng chè Tân Cương ở gần ở chỗ thành phố Thái Nguyên ra thì gần như cả cái tỉnh này là có mấy huyện, từ huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, rồi là huyện Đại Từ, rồi là huyện
Đình Cả rồi là Đồng Hỷ các thứ là trồng rất rất là nhiều chè, thậm chí bên đằng sông Công cũng có rất là nhiều chè đây, rất rất nhiều. Tóm lại là Thái Nguyên là đất chè các bạn, phù thủ, thủ phủ của chè luôn. Đây rất rất nhiều. Đây là mình mới đi gọi là ven đường này, mình nhìn thấy một chút xíu này thôi. Chè và trồng trồng keo, trồng rừng rất là nhiều. Cung đường này đẹp quá các bác ơi. Hai bên là đồng ruộng. Cái mùa này nó có cái cây lau này. Nhìn cái bông hoa của nó khá là đẹp. Đồng ruộng bản làng. Đường này mà đi cái mô tô phân phối lớn là cũng tuyệt vời lắm đấy các bạn. Nhưng mà tuy nhiên các bác để ý nhé, là chỉ đi 80 km/h. Đi quá tốc độ là dễ bị phạt nguội lắm, mất tiền đấy. Sau khi di chuyển khoảng 1 tiếng 30 phút thì thành phố Bắc Cạn đã trước mắt rồi các bác ơi. Chuẩn bị vào đến trung tâm thành phố. Đang giữa trung tâm thành phố Bắc Cạn các bạn ạ. Phải ngồi uống một ly cà phê nghỉ một tí đã. Rồi vừa uống ly cà phê xong các bạn. Đúng lên từ Thái Nguyên lên đến đây là 80 km tròn này. Đấy, bây giờ đổi lái bắt đầu là em thầy chú mậu lái. Tiếp tục các bác nhá. Còn 120 km nữa là đến thành phố Cao Bằng. Và tiếp tục mình đi nào. Bây giờ sẽ phải trải qua 4 cái đèo lớn thì mới đến Cao Bằng được các bác nhé. Đang đi đến cái huyện Phủ Thông. Cái huyện này thì rất là nhiều công an thì hay làm cái vấn đề là đi quá tốc độ các bác nhé. Và trong khu dân cư thì mình chỉ đi 50 thôi. Thì cái con BT50 này, cái đời này nó đã có là ga tự động rồi. Mình chỉ cần ấn nút ở trên này thôi, trên vô lăng này. Đấy, ấn lên nút on và ấn vào nút set. Nếu như vậy là mình giữ ở cái mức 50, cứ thế là nhả chân ga là đi không bao giờ sợ quá tốc độ các bác nhé. Đang bắt đầu di chuyển trên đèo Gió, đèo Giàng. Đèo Giàng vừa rồi mới đến đèo Gió. Thì phải nói là con BT50 này nó vọt thôi rồi luôn. Đúng là cái đồ gọi là tốn dầu hơn thì nó có khác vọt các bác ạ. Hôm qua em đi con Ford Ranger 2.2 XLS một cầu kia mà với con 3.2 là khác bọt hẳn luôn. Đấy, mà con kia đi nó bon lắm rồi, đi 8-9-10 là cứ nhẹ nhàng rồi, mà con này nó tăng tốc. Cảm giác là ga nhẹ cái nó vụt, nhẹ cái nó vụt lên dốc sướng thật. Hơn hẳn 1 chấm cơ mà. Con kia là 2.2, con này nó hẳn 3.2. Đi sướng thật. Hết bài luôn. Đang trên đỉnh đèo Gió các bác ạ. Đỉnh đèo Gió này thì rất là đẹp và có khá là nhiều cái chỗ dừng chân này. Đấy, thì mình có thể là dừng chân ăn cơm. Thì bây giờ đã là 12 giờ kém. Thì em chuẩn bị cách Cao Bằng còn 70 km nữa. Cách thành phố Cao Bằng và chuẩn bị sang một cái đỉnh một chút nữa sẽ có một cái quán ăn rất là thông thoáng. Thì bọn em lên đây nhiều lần hay ăn cơm đấy, vừa sạch sẽ, ngon, giá hợp lý. Đấy, thông thoáng luôn. Trên đỉnh này thì cũng bán rất là nhiều các sản vật của bản địa. Những cái thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây rồi tóm lại tùm lum. Có những cái gì, sản vật gì của bà con ở khu đây thì người ta hay bán. Có bán dân tộc gì đấy, người Dao à? Sắn chay, sắn chí thì không biết. Bán cây ổi à. Đây, Cao Bằng còn 70 km nữa các bạn. Cột mốc còn 70 km nữa. Rồi, chuẩn bị dừng chân cơm nhé. Đây, đến cái chỗ rừng này rồi, rừng ăn cơm. Đi cũng mệt mệt rồi các bác, nghỉ đã. Đây, sân đậu xe đây. Qua bên đây thì có cái vườn cải. Cái cải này là cải cay các bác nhé. Cay nó giống cái mùi của bù tạt ấy. Đấy. Rất là hay. Nhìn như này nhưng mà nó giống y cái mùi bù tạt luôn. Có nghĩa là nó cay gần như thế luôn. Bù tạt mà cay 10 thì cái này nó phải cay 7-8. Đi từ 8 giờ sáng rồi. Bây giờ là 12 giờ kém 15 mà vẫn còn cách đến 70 km nữa.
Đây. Ăn cứ mấy cái món truyền thống này nó đỡ sợ bụng dạ các bác ạ. Trứng rán này, rau này, đậu này, thịt gà. Thế thôi, hai anh em ăn. Cơm nước xong rồi, bây giờ anh em mình tiếp tục lên đường nhé. Công nhận là 3.2 nó khác bọt. Đi sướng thật. Phê. Rất rất phê. Ôi giời các bác ơi. Còn đâu đó gần 37-38 cây nữa mới đến nơi. Mà đi mãi từ sáng giờ rồi mà chưa hết cái đất Bắc Cạn các bác. Bây giờ đây là vẫn đang ở trên đất Bắc Cạn nhé. Đang ở trên đèo này, đèo Cao Bắc này. Đấy, Cao Bằng 37 cây nữa các bác này. Cao Bằng còn 37 km nữa. Mà bây giờ nghỉ ngơi gần 1 tiếng. 12 giờ kém rồi đến 12 giờ rưỡi bắt đầu mới lại đi tiếp. Khung cảnh thì đẹp. Mới tội đường cua. Đường này, đường cua liên tục. Liên tục cua. Đây bây giờ. Bây giờ mới hết cái đất Bắc Cạn, chuẩn bị là sang địa phận Cao Bằng này các bác này. Có cái biển Welcome Cao Bằng này. Đấy. Chính thức là chào anh em 97 Bắc Cạn. Và tiếp theo là chào đến, gửi lời chào đến anh em 11 Cao Bằng nhé. Dắt một đàn thú cưng này đi chơi là cũng có tiền đấy các bác ạ. Đấy. Châu trắng này. 25 km nữa. Đây, toàn những cái cảnh báo này, dốc dài nguy hiểm đi 50 này. Đi từ sáng giờ mới được 3 cái đèo đó các bác ạ. Còn một đèo nữa, bây giờ đây còn chưa hết cái đèo thứ 3. Đây vẫn là đang trên đèo Cao Bắc. Tí nữa còn nốt cái đèo cuối cùng là cái đèo Tài Hồ Xìn. Nữa thì mới đến thành phố Cao Bằng. Bây giờ mới đến cái đèo cuối cùng. Đây là đèo Tài Hồ Xìn này. Cái đèo này nữa thì mới đến Cao Bằng các bác nhé. Còn khoảng đâu đó là khoảng 20 cây nữa. Tầm đấy. Rồi đến Cao Bằng rồi các bác. Đây là đường Võ Nguyên Giáp. Rộng thênh thang. 1, 2, 1, 3, 4, 5 làn xe. Một bên. Cả hai bên là vào dơ vào 10 làn luôn. Một chiều. Đấy. Còn 6 km nữa là đến trung tâm thành phố Cao Bằng. 6 km nữa. Và hiện tại đây này các bác này, đi được 188 cây từ nhà em đến đây rồi. 188 cây. Thế để vào gần khoảng đúng là cũng tròn chỉnh 200 cây là đến trung tâm của thành phố Cao Bằng. Vừa mới gọi điện các bác. Thì anh ấy không muốn cho quay. Thế bảo là toàn công tác đặc biệt, chả biết là như nào. Mà tóm lại là không được quay. Thôi thì em xem, em mà mua được thì em sẽ cho ra ngoài để quay cho các bác chi tiết cụ thể nhá. Con đường đẹp quá, suốt mấy cây số dẫn thẳng vào trung tâm của thành phố Cao Bằng. Rất là đẹp, quảng trường rồi là đường to lớn. Làm con đường này đẹp thật. Đã đến rồi. 193 này. Đúng là 200 cây tròn các bạn. Rất nhiều các cái đường tròn. Đường tròn này làm cái bông, bông dày bông sen này. Cầu sông Hiến. Sông Hiến với sông Bằng. Cái này là sông Hiến. Một bên là sông Bằng Giang. Trong thành phố. Trong thành phố thì đây là cái thành phố mà ngày xưa thành tức là từ trước ấy. Thì đường xá nó cũng không được rộng rãi cho lắm. Thế nhưng mà cái ban nãy là đi cái đường đấy là mở rộng thành làm cái khu gọi là phát triển thành phố mới đấy. Thì quy hoạch nó to đẹp hơn. Còn trong này thì là cái phố chính của ngày xưa người dân sống nhiều. Trong trung tâm này, các cơ quan nhà nước, rồi là chỗ này là cái tượng đài quảng trường, tượng đài Bác Hồ này.
tượng đài Bác Hồ. Còn dọc xuống dưới kia là sẽ đến cái phố Thầu, và phố Thầu là cái phố đi bộ, là phố đi bộ rất là đẹp, tối thì dân chúng hay sang chơi, ta đi bộ chơi. Bây giờ là cái phong trào ở đâu cũng có cái phố đi bộ hay phết. Đây là những cái tuyến phố chính này. Đây có cái nhà vàng này to nhất, Kim Tín này to nhất Cao Bằng này. Phố Thầu. Đây. Ngay bên dưới này là sông Bằng Giang các bạn. Sông Bằng. Sông Bằng Giang. Đi sắp đến rồi các bạn. Để em nhìn lại cái Google Map này. Đây rồi các bác ơi, xem xét, sau khi xem xét khoảng 30-40 phút thì đã xuống tiền xong. Và bây giờ là đang bắt đầu trải nghiệm chạy em nó về. Đấy, nhưng tuy nhiên là đến em vừa đi qua thành phố Cao Bằng, quay về Bắc Cạn và về Thái Nguyên thì còn 190 km nữa mới đến. Thì bây giờ tí nữa em lên trên đỉnh đèo, chỗ nào đẹp đẹp hợp lý thì em quay cho các bác. Đấy, du lịch Hòa Sơn gì đây, quay chi tiết hơn vì ở đấy là không được quay. Giờ là phải tìm cái chỗ đất trống nào đẹp đẹp. Đấy, thì sẽ dừng lại quay các bác nhé. Chỗ nào mà trống trải mà không mất an toàn giao thông thì sẽ dừng lại. Xin chào Cao Bằng. Vừa qua cái mốc giới giữa Cao Bằng Bắc Cạn rồi, giờ đang đi trên đất Bắc Cạn rồi. Đi xuyên cái tỉnh Bắc Cạn mất mấy tiếng đồng hồ các bạn. Đúng là đi hết tỉnh Bắc Cạn luôn, đi xuyên qua tỉnh Bắc Cạn rồi mới đến Cao Bằng. Và quay ngược lại thì bây giờ là còn tầm 80. Đây để xem cột mốc ở đây này. Chỗ này trống ghê đây. 83 km nữa đến thành phố Bắc Cạn. Thế là từ thành phố Bắc Cạn còn về Thái Nguyên còn 80 km nữa. Tổng cộng là khoảng tầm 163 km nữa về đến. Con đường đẹp quá. Nắng chiều đã bắt đầu là về cuối chiều rồi các bạn. Giờ đã gần 4 giờ. 4 giờ kém rồi. Đường, con đường đẹp quá. Đã thấy một cái bãi đất trống trải các bác ạ. Đây tít đường ở kia. Bãi đất là trống trải và có thể quay phim được. Hạ trại tại đây để quay chi tiết cái chiếc Civic này cho các bác. Đằng sau là MBT50 này. Đi cực kỳ bốc luôn, đi phê. Phải nói là tuyệt vời, quá tuyệt vời cái xe. Đi nó vọt, đi đường đèo, đường núi này đúng là xứng đáng luôn. Mình khi mà mình vào cua mà hơi căng một tí ấy, cái hệ thống cân bằng điện tử của nó hoạt động. Đấy, nó tự phanh, tự nhả, cực kỳ hay luôn. Cực kỳ hay luôn. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác về em Civic này. Thì về cơ bản là cái xe này có một cái hay là zin toàn bộ các bạn. Đấy. Thế nhưng mà có mỗi cái là sơn si thì hơi xấu. Zin ở đây em nói là cái máy thôi. Cái máy và cái kính rồi là keo chỉ nữa các bạn. Đây là em vào gần đứng gần tí thì mới thấy được. Kính này. Đấy. Cho đi vòng quanh tổng thể, quanh xe một lượt. Cái này về phải sơn lại hơi nhiều các bác ạ. Gần như là sơn lại chắc là chừa mỗi nắp thôi. Còn lại là đây những cái này sơn sát hết. Ba đợt sốc này. Đấy. Bên này nữa. Rồi bên cửa này nữa, nói chung là nó hơi xước thôi. Chảy xước. Chứ lại không bị đâm va gì. Thế mới hay. Đây nữa này. Đấy. Rồi đây em quay cái bên đằng sau này.
hơi bị ngược nắng thì sau này là cũng thế, không bị đâm tông vào đâu cả, biển vẫn biển 4 số các bác nhé. Cái xe này vẫn biển 4 số và đăng ký là vẫn một chủ, nhưng mà bán qua mấy chắc là phải vài người rồi. Thế nhưng mà chưa ai sang tên cả, vẫn là đăng ký từ cái năm 2007 các bác nhé. Đấy, vẫn là biển Hà Nội mà cái biển 4 số luôn. Vẫn là cái biển Hà Nội mà biển 4 số. Đấy. Thì đây em sẽ mở cái quay từ phần đầu phần bít đi. Đấy. Quay từ cái phần cabo này trước đi em ạ. Đây. Cho sang mặt trước, phải quay cái này trước. Cái phần cabo này thì em nhìn ở đây là đã thấy là bị tháo rồi. Đấy, bị tháo rồi, nhưng mà là chắc có lẽ là tháo sơn thôi, vì là em tìm ở đây mãi rồi. Tìm đây mãi chưa thấy là keo chỉ chạy lại ở đâu cả. Keo chỉ chạy lại ở đâu cả. Đây thì vẫn là keo chỉ của nó, suốt từ đây ra đến đây vẫn keo chỉ của nó hết. Đây phải lấy nét cao lên một chút thì mới xem được keo chỉ. Không quay mà không kỹ các bác xem nó rất là khó. Rồi. Đây em nhìn thấy nó mờ chưa? Đấy, phải bấm vào nút lấy nét này đấy. Gọi lại đi xem là có việc gì. Đây lấy nét này. Đây là phần cabo. Nói tóm lại là cabo là chỉ zin, nhưng mà ốc thì tháo rồi, vì là cái này chắc phải sơn lại, sơn quay lại 1-2 lần rồi. Đấy. Cái chỗ máy này này thì hơi ẩm dầu các bác nhìn này. Đấy, đã hơi ẩm dầu rồi. Máy này theo em nhìn thấy là zin các bác nhé. Đây là từ ốc này, các cái vết dấu sơn của nhà sản xuất này. Zin hết, đấy, máy 1.8. Con này sản xuất vào 2007, năm 2007, và máy thì vẫn rin. Thế nên về thì em sẽ vệ sinh cái nắp giàn cò này, sẽ vệ sinh hết và để nguyên đấy, để cho nó rin. Đấy là tùy các bác, ví dụ như bác nào mà mua mà yêu cầu là bên em chạy lại keo các thứ cho chẳng hạn thì cũng là bên em làm, còn không thì tóm lại là rửa sạch sẽ đi đấy, và để cho nó rin, đúng không? nhìn nó, cho nó zin. Đây còn đây ABS này đầy đủ nhé các bác nhé. ABS hai bánh, cả bốn bánh luôn, tất cả bốn bánh ABS. Đấy, tóm lại là cái máy zin, số zin. Nhìn này thì cái dòng cái máy của cái con Civic này nó hơi nó cái khoang máy này nó làm rất là kín, và nó các cái chi tiết nó nhìn nó rất là khó. Đấy thì quay ở trên video này là khó nhìn hơn. Sản xuất vào năm 2007, số sàn và giá đâu đó là hơn 200 một tí. Để về em xem em làm đẹp nó hết có nhiều không. Đấy, hết nhiều hay ít thì sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Báo giá cụ thể cho các bác luôn. Ba đợt sốc thì hơi xước sát tí. Các bác nhìn trên video này, kể cả chỗ sườn kia. Tóm lại là con này sơn quay, phải sơn quay thì mới đẹp được. Lốp thì còn được, lốp thì còn khá, khoảng tầm 60-70% nữa. Tất cả bốn lốp luôn, lốp nét. Chung là tóm lại là về nhà thì sẽ phải sơn quay là một này, thứ hai là bảo trì bảo dưỡng. Đấy, gầm bệ máy móc mọi cái rửa ráy cho nó thật sạch sẽ. Đây, anh em mình xem phần kính nhá. Kính thì kính zin theo xe. Đấy, tất cả mã kính này là mã kính zin theo xe, chữ Honda đây. Đây Honda. Honda Note này. Kính này cũng thế. Kính xem kính đằng hậu nào. Kính hậu này cũng vậy. Đó. Đây đây đều là kính zin. Kính zin. Và kể kính lái luôn nhá. Kính lái là kính zin luôn. Đấy, bây giờ anh em mình xem cái phần keo chỉ đi. Keo chỉ bên đằng lái đây các bác này.
Đấy. Em quay một cách từ từ nhé, rất từ từ cho các bác, cả bên đằng dưới này. Đâu nữa, đây ốc, ốc thì vẫn là ốc rin. Đấy, để em lấy nét đã, cả ốc bên dưới này rin luôn. Sang đến cái cửa đằng sau này, phần cửa sau à. Ôi ôi, cúi nó hơi mệt tí. Đây nữa. Đấy, quan trọng nhất là xem cái ốc này, cả hai bên. Tóm lại cửa này rin, không đâm không lộn gì các bác. Cửa đằng sau bên phụ này nữa này. Đó. Cũng chưa tháo gì luôn nhé. Nội thất, phần nội thất đẹp phết đấy. Nội thất da rẻ còn đẹp, trần đẹp. Rồi xem tiếp bên cửa phụ. Cửa phụ này cũng thế, chưa tháo chưa gì cả. Đây. Rồi. Trong này thì có xe có hai túi khí. Có màn hình cam lùi, nhưng mà màn hình này là màn hình ngày xưa thôi các bạn, đủ dùng. Cam hành trình kia không biết là còn hoạt động không, không để ý lắm. Hai túi khí. Đấy, bên trong ghế thì đẹp. Đấy. Giấy tờ vẫn nguyên. Chưa sang tên. Đấy, phần ghế đây. Trần. Cần số thì hơi mòn rồi, đồng hồ đang 15 vạn các bác, hơn 15 vạn. Phần vô lăng nha các bác này. Chỗ cầm tay thì cũng mòn rồi. Chỗ tay cầm. Điều hòa các thứ mát lạnh các bác nhé. Điều hòa mát lạnh. Để bật cái đồng hồ, bật xe lên cho các bác xem luôn. Đây 15 vạn 8. Đồng hồ này, đồng hồ cho màn hình và số lùi thử xem nào. Đấy, cũng thấy gọi là mờ mờ. Màn hình này thì các bác nên thay cái màn Android vào. Chỉnh gương, chỉnh kính ở đây. Cái gương này hiện tại đang chưa chỉnh được, nhưng mà về em sẽ sửa lại. Bằng chỉnh được thì thôi. Phần vô lăng đây. Rồi, quay sơ sơ thế cho các bác thôi. Về nhà khi mà em làm đẹp các thứ xong hết rồi lại quay cho các bác một lượt nữa, để cho các bác có thể chốt online luôn. Rồi, như vậy là em đã quay sơ xong rồi. Sơ qua một lượt như thế. Ban nãy em chạy thì cũng thấy là máy khá là bốc. Đấy, đi đường đèo núi của mình về gọi là nặng quá này, gọi là dốc quá là về số 3 thôi. Ra phát là vọt luôn. Đấy. Tóm lại là hơn 200. Nếu mà bán ra phải hơn 200 một tí thôi. Rồi. Ok, bây giờ em nghỉ ngơi tí xong rồi di chuyển về Thái Nguyên. Đấy, các bác cảm ơn các bác đã theo dõi kênh nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi đến đây. Và như vậy là em sẽ di chuyển đi về Thái Nguyên đã. Còn phải đi khoảng tầm 3 tiếng rưỡi km nữa, 3 tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Khoảng tầm 160 km nữa các bác thì mới đến nơi. Em xin phép là kết thúc cái video về em Honda Civic 2007 số sàn tại đây, máy 1.8. Và tiếp tục ngày mai xem là em sẽ quay chi tiết về em Fadin các bác nhé. Fadin bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2020. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh. Các bác thấy hay thì đăng ký giúp em một nút, ấn vào nút đăng ký và một nút like ủng hộ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Dừng chân lại đã các bác ạ. Hơn 5 giờ, giờ gần 6 giờ kém rồi. Bây giờ là dừng ở cái chỗ đỉnh đèo gió này, đỉnh đèo Giàng này, để xuất clip cho các bác nhé.